Việt Nam đang đứng top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Dự án Phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 80.000 người chết và 150.000 người mắc mới. Con số này sẽ không dừng lại ở đó mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo, khoảng 200.000 ca vào năm 2020. Số tiền Bảo hiểm Y tế Việt Nam phải chi trả cho điều trị căn bệnh này cũng lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do 3 nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ chiếm 5-10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, xác nến, trong trứng có chất độc Sudan, trong sữa có melamin, trong hải sản có phóc môn bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vỗ béo, chất kích thích cho tăng chín rau củ quả, da cầm dùng thuốc tăng trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại và độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi việc bị nhiễm độc. Chúng ta dường như trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mảng bám trong ống trà. Chúng bám chắc trong cơ thể, sâu trong từng tế bào lục phủ ngũ tạng. Đây là những mảng bám độc tố đen xì, bám chắc trong thận. Nó đều là những kim loại nặng, các độc tố hóa học tích tụ. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng bởi mỡ tích tụ, máu vón cục. Đây đều là những độc tố tích tụ sau một quá trình hình thành. Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy các dữ liệu độc tố trong cơ thể khác nhau lên tới 3-25kg độc tố. Đó là các độc tố từ gan, mật, ống mật là 0,5-5kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat khoảng 0,5-2kg. Bộ phận khác có thể đẩy ra muối vô cơ lên tới 3kg. Độc tố đường ruột từ 1-15kg. Tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố ngày càng tăng, độc tố ngấm vào các cơ quan nội tạng, phá hủy tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của tế bào chết, dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan, gút, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính và ung thư.